cô chú anh chị. Hôm qua đi chợ nắng quá thì mua được cây xanh Nam Điền này của ông anh hôm qua đi chợ buồn cười lắm các bác. Đi chợ thì người vừa bán cây vắng mà người mua cũng ít, thì tầm 10 giờ 10 rưỡi là giải được tán gần hết rồi. Đấy, thì tìm lang thang tí thì nói chuyện với ông anh, thì ông anh mà bán rẻ cây này để về chỗ đốt nắng, mình cũng lấy giúp ông anh, nhưng là mình cũng thích một cây xanh đấy, cứ lấy về trồng thôi, sau này nó đẹp như nào đấy các bác nào thích thì em lại để lại cho đấy. Nó rất là duyên dáng các bác nhá, rất là duyên dáng, khá là duyên dáng, bệ rất tốt, bệ rất ổn, tỷ lệ thân rất ok. Mỗi một đoạn ngọn nó bị phàn nàn tí thôi, là cái đoạn này này nó bị phình, nó bị phình các bác, chắc là do được cái bác nào bác đóng cái đinh vào đây này, bác chủ cũ này, và cái tay bên này nó hơi to. Tất nhiên mà để chơi luôn được thì chơi luôn thì chơi là ổn rồi, tay tán chốt chuẩn rồi, chốt chuẩn ok rồi. Thì mỗi tội cái tỷ lệ kích thước của nó không hợp lý đâu. Bây giờ sẽ cắt phát ở đây, nhưng mà nắng này ra ngại cây nó khá già, nắng thì ngại, cho nên là để hôm nào dặm mát thì sẽ cắt. Còn bây giờ hãy đục sơ sơ cái bệ rồi bôi keo bẩn sẹo vào thôi các bạn. Khi nào nó nảy mầm thì em nhú mầm rồi sẽ cắt cái đấy đi, mát rồi nha các bạn. Mấy hôm nay nắng này cắt thật tèo đấy, không tèo hết cây đâu nhưng mà nó sẽ khô đến tận đây luôn đấy. Kể cả bôi kem bẩn sẹo, nếu mà cắt thì nên để vào chỗ dầm đá, khá là điệu đà, rất điệu đà. Cao tầm 50 phân, chân đế rất vững chãi, rất đẹp, trực lắc, rất duyên. Ngày xưa mà bác ấy cắt sớm thì mình cái này có phải tốt không đấy, thì chắc là không có cái giá thành lý đâu đấy. Trần bệ bây giờ em gỡ ra để chỗ này đục đi này, và những cái râu ria này là khởm nó vứt hết cho nó khỏe cười hơn nhé. I dropped it and on the way
cho thoáng cho cây, nó nghĩa rũ hết đất thôi, trồng lên luôn cho nó gọn. Rồi. Lần tiết mục tỉa tỉa thêm ít dăm trên này các bác nhỉ. Giờ gai pha cũng xấu uống nhỉ. Đúng nhỉ. Thank you.
Có nước xấu quá, tự nhiên có nước xấu quá. Sang tí là để đi chuẩn quá, bôi keo liền sẹo vào đâu nha, bôi keo liền sẹo bảo vệ vết thương.
Rồi. Đó, các bác là chả còn chậu để trồng nữa, lại tôi ăn nước của cái ổi mát thì cho ăn chơi với các cụ tí, khi nào mình dỡ cái phân của cái ổi đi đất đi chơi đá thì lại nhấc cái xanh đi sau các bác ạ. Đấy, thì vừa nãy em cố gắng đục đi một phần của cái đoạn ngọn này cho nó đỡ to vào cái đoạn tay này, nhưng mà chắc chắn là nó không ăn thua rồi. Cắt đi thôi, nhưng mà chơi tạm thì làm thế cái đã. Ngọn nó ngỏng cao kêu rồi. Đó. Thì nó khá là vui vẻ. Đoạn này ngắn lại. Đó. 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 Thôi để chơi thế thì chơi tạm cái đã. Rồi đất nó vào đây cho nó khỏe cây đã. Khi nào mà sức sống nó hồi sinh thì chiến tiếp. Đấy. Đây các bác nhé. Để đi vòng cái mặt sau của nó xem là nó vùi hết bê lại rồi. Này, mặt sau đây. Vết thương đã được bôi keo liền sẹo. Đó, đã uyển chuyển. Đoạn là từ cái tay thứ ba này trở xuống khá là ok. Kiểu gì thì cắt ở đây một phát. Chờ cái mầm lên ở đây. Chờ nuôi to rồi để ngang ở phía kia. Rồi giật ngọn ở đây lên. Thế là xong. 3 năm nữa thôi nhỉ. Không đến, xanh không đến. Rồi. Cảm ơn các bác nhé. Chúc Hà Nội và các anh em miền Bắc sớm trải qua cái giai đoạn nắng nóng này các bác nhé. Xin cảm ơn các bạn.